Rồi chúng ta vào làm việc các bạn ha. Chúng ta sang các cái phương thuốc xâm giải biểu lý, cái nghe biểu lý xâm giải á. Nghĩa khi tà nó còn xuất hiện ở biểu nhưng nó đã cũng có xuất hiện ở lý. À. Tức là biểu chứng nó chưa hết nhưng mà lý chứng bắt đầu nó xuất hiện thì chúng ta phải xử lý cả hai khu vực đúng không? Cho nên chúng ta dùng cái phương thuốc là biểu lý xâm giải để mà điều trị những trường hợp như vậy. Ta gọi đó là biểu lý xâm giải. Nói chung là khi mà tà nó ở cả hai phần biểu lý thì chúng ta dùng các cái thuốc có tác dụng là xử lý cả ở hai khu vực, ta gọi biểu lý xâm giải. Thường các vị thuốc giải biểu cộng với tả hạ hoặc là thanh nhiệt hoặc là ôn lý vân vân. Như vậy biểu lý xâm giải có nghĩa là vừa các thuốc giải biểu vừa các nhóm thuốc có tác dụng là một là tả hạ để mở đại tiện, hai là thanh nhiệt để làm mát bên trong bên phần lý đó, hoặc là ôn trung khử hàn để mà làm ấm cái phần lý nếu như nội hàn quá tịnh, thì thành phần của nó như vậy. Công dụng chính là xâm giải biểu lý, nó vừa giải biểu nó vừa xử lý ở phần lý nữa, nội ngoại đồng trị, tức là cả bên trong bên ngoài chúng ta cùng trị cả, ta gọi là nội ngoại đồng trị. Sử dụng đồng thời phương pháp hãn, tức là hãn pháp hả, làm cho ra mồ hôi để mà tiếp tục giải biểu, đồng thời có thể dùng pháp hạ, tức là tả hạ hoặc là thanh hoặc là ôn để mà xử lý các bệnh thuộc phần biểu chứng nữa. Chú trị các trường hợp các cái triệu chứng là thuộc về biểu và lý đồng bệnh, có nghĩa phần biểu và phần lý cùng bị bệnh, cùng có vấn đề cho chúng ta phải xử lý cả hai. Cũng giống như là thù trong giặc ngoài, giặc ngoài chưa hết mà thù trong nó xuất hiện nữa, như vậy chúng ta vừa gặp cả thù trong giặc ngoài, chúng ta phải xử lý cả thù trong cả giặc ngoài, cũng giống trường hợp bệnh thuộc biểu và lý luôn, chúng ta phải xâm giải cả hai hai khu vực một lúc, ta gọi là đồng trị, cùng một lúc chúng ta xử lý cả. Phân loại thì chúng ta có mấy trường hợp này. Thứ nhất là giải biểu và thanh lý, có nghĩa là bên trong nội nhiệt không? Bên trong nó nóng, phần lý nó nhiệt, cho nên chúng ta vừa giải biểu vừa thanh thanh phần nhiệt ở lý, đây gọi là thuốc giải biểu thanh lý. Như vậy chúng ta dùng vào trong các cái trường hợp mà nó có những triệu chứng là biểu tà thì chưa chưa giải, có nghĩa bên ngoài chúng ta còn sợ lạnh, còn sốt, còn hắt hơi, sổ mũi, ngứa họng, ho vân vân, nó vẫn còn, nhưng bên trong nhiệt tà đã thạnh rồi, phần lý thì nhiệt nó đã bắt đầu thạnh bên trong nữa, thì chúng ta dùng cái phương pháp là giải biểu thanh lý. Thí dụ như bài các căn cầm liên, chúng ta sẽ khảo sát cái bài các căn cầm liên thang thì nó vừa giải biểu vừa thanh lý. Thứ hai là giải biểu và ôn lý, có nghĩa là bên ngoài biểu chứng vẫn còn à, bên trong thì nội hàn nó bắt đầu thịnh lên à, biểu tà chưa giải được mà nội hàn bắt đầu thịnh lên, xuất hiện chứng lý hàn, thì chúng ta dùng cái phương thuốc là giải biểu và ôn lý. Trường hợp thứ ba là thuốc giải biểu và công lý, tức là bên trong lý nó bị tích trệ đúng không, nhiệt độ tích trệ, chúng ta phải công phá biểu chứng bên ngoài vẫn còn mà bên trong bắt đầu tích trệ, gây nhiệt tích hay là hàn tích vân vân, nó bế đại tiện vân vân, thì chúng ta giải biểu công lý, vừa giải biểu vừa xử lý ở phần phần lý nữa. Như vậy các cái triệu chứng thuộc ngoại biểu tà vẫn còn nhưng mà lý ra thêm cái thực tích ở lý nữa, thì chúng ta phải công lý phần lý nữa, ví dụ như bài đại sài hồ thang hay phần phong thông thánh thang vân vân, đó là những cái bài có tác dụng là vừa giải biểu vừa công lý.
Một vài chú ý khi mà sử dụng những cái bài thuốc mà biểu lý xâm giải thì chúng ta chú ý là các triệu chứng thuộc biểu lý đồng bệnh thì chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Chúng ta dùng biện chứng để phân biệt rõ thuộc tính hàn nhiệt hay hư thực của biểu và lý, chọn ra phương thuốc nào thích hợp để mà điều trị. Trong ba cái phương pháp chúng ta dùng đó, chúng ta phải hiểu biết, phải luận trị cho chính xác để chúng ta biết nó là nằm trong cái phạm vi nào để chúng ta sử dụng những phương thang cho nó phù hợp. Tùy theo sự nặng nhẹ, hòa hoãn, khoảng cấp của bệnh trạng, để mà điều trị. Trường hợp nặng nhẹ thì chúng ta dùng liều lượng có thể khác nhau ha. Các vị thuốc nặng nhẹ cũng khác nhau, tác dụng mạnh hay là yếu cũng khác nhau. Bệnh nó còn hòa hoãn, còn từ từ chúng ta xử lý theo phương pháp hòa hoãn. Ta trị cái gốc bệnh, còn cấp bách thì chúng ta trị cái ngay cái ngọn bệnh nó vâng. Có trường hợp nó biểu nó còn nhưng mà lý nó tích lại, nó bế đại tiện vân, có thể co giật, có thể mê sảng nguy hiểm, thì chúng ta mở đại tiện ngay không cứ gì không câu nệ phải giải biểu rồi công lý gì cả, chúng ta công lý ngay để nó tích đại tiện nó đi ra nhiệt tàn nó lui ngay, rồi chúng ta tính toán chúng ta dùng cái phương pháp nào nữa. Cho nên cái cấp bách chúng ta xử lý một cách nhanh chóng ngay cái ngọn của nó, tức là chữa ngay triệu chứng chính. Trường hợp mà hòa hoãn từ từ chúng ta tìm gốc rễ để chúng ta xử lý từ từ, đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài đầu là bài các căn cầm liên thang. Bài này trong có trong Thương Hàn Luận của Trương Trọng Cảnh. Gồm các căn hoàng cầm, chích thảo và hoàng liên. Bài này có các căn nó giải biểu, còn ba các cái vị kia thì chủ yếu là nó thanh lý. Đây là nằm trong nhóm nhóm thuốc gọi là giải biểu thanh lý, dùng trường hợp nhiệt tà thần lý nó nhiều quá biểu chưa giải, tức là cái phong nhiệt nó vào phần biểu nó vẫn còn mà nhiệt nó đã xuất hiện ở ở phần lý, cho nên chúng ta dùng cái bài này để mà giải biểu và thanh lý. Bài này cái cách sắc nó có thể là chúng ta dùng khoảng 600 ml nước hả, sắc cái cả cái thang này người ta dùng tới 1.600, sắc cho nó sôi rồi nó cạn còn 1.400, chúng ta mới cho những vị thuốc khác vào sắc tiếp đến khi còn tổng số còn 400 ml, ta bỏ cạn này uống ấm. Chủ trị chứng thái dương biểu chứng chưa giải mà nhiệt hãm vào dương minh, nhiệt tà nó đã hãm vào dương minh, nó đã xuất hiện ở dương minh nữa, bên ngoài thì thái dương biểu chứng nó vẫn còn còn sốt, không ra mồ hôi, còn ngứa họng nhảy mũi vân vân, mà bên trong nó đã nóng, nhiệt đã hình thành ở trong lý rồi, ta gọi là dương minh là nhiệt nó hãm rồi. Thì phương pháp trị của nó là chúng ta giải biểu và thanh nhiệt táo thấp chỉ tả. Trường hợp nhiệt ở trong bên trong nó nhiệt có thể cũng dẫn đến ỉa chảy vân vân à, thì chúng ta dùng bài này rất hay. Trong đó các căn là quân, nó giải cơ phá khả, giải biểu bên ngoài, thanh thanh dương chỉ tả lợi, thanh nhiệt nó là quân à. Thằng bản thân thằng này có tính là giải biểu có nhiệm vụ giải biểu là chính, còn hoàng cầm thanh tiết dương minh nhiệt tà táo thấp chỉ tả, hoàng liên là thanh nhiệt táo thấp chỉ tả nữa. Cái nhiệt thấp nó làm tỳ vị trệ xuống rồi
đi ở chảy đúng không? Trong các trường hợp đó thì chúng ta dùng cái hoàn cầu hoàng liên, có tác dụng là nó thanh nhiệt táo thấp và chỉ tạ. Tá sứ là tích thảo hả, điều hòa các vị thuốc nói chung, dẫn đường các vị thuốc. Như vậy là về phương pháp điều phối hợp là chúng ta phối hợp giữa giải biểu với thanh nhiệt là chính, không? Trong đó thanh nhiệt chủ yếu thanh nhiệt. Cho nên chỉ có một nguồn là vì các căn đánh chất giải biểu con thôi, còn hoàn cầu hoàng liên là tham gia để thanh nhiệt bên trong, tại vì lúc này cái nhiệt nó thịnh bên trong rồi thì chúng ta dùng cái thang này. Thứ hai là bài đại sài hồ trăm kim quý yếu lược. Chúng ta có sài hồ bạch thược, chỉ thực, bán hạ, sinh khương, hoàng cầm, đại hoàng, đại táo. Như vậy là có đại hoàng với chỉ thực, hai cái vị có tính chất nó thông đại tiện. Có sinh khương với sài hồ, nó vừa giải biểu, nó vừa khai thông can đảm. Có hoàng cầm, bạch thược, bán hạ thì nó thanh thanh lý nhiệt. Cho nên toàn bộ cái hai cái bài đại sai này là khi mà tà nó vào phần biểu, đáng lý nó đi vào phần bán để bán lý rồi mới đến phần lý. Đằng này là gần như ba cả ba khu vực nó đều có triệu chứng. Bên ngoài thì còn phát sốt, không ra mồ hôi, còn ngứa họng, còn ho, rồi lúc nóng lúc lạnh, bên trong thì nó nóng nhiều, khô khan, làm đi cầu khó, đi cầu không được, muốn bế lại. Thì bài này nó nằm trong cái nhóm thuốc gọi là giải biểu công lý là chính. Chủ trị của nó là thiếu dương và dương minh hợp bệnh. Nguyên nhân của nó là tà phạm và thiếu dương ứ mà hóa nhiệt. Cho nên thiếu dương bệnh chứng nó vẫn còn, mà bên trong nó hóa nhiệt tích rồi, nhiệt tích lại. Người ta gọi là nhiệt nhập vào dương minh, thực nhiệt và ứ tích. Cái thực nhiệt nó làm cho tích trệ lại, thì chúng ta dùng cái này để vừa tả hạ ha, vừa khai thông kinh can đảm, tức là hòa giải lại thiếu dương. Cái trong này có các cái chứng bệnh về thiếu dương, về dương minh, ta hòa giải thiếu dương rồi nội thì tả nhiệt kết, bên trong chúng ta tả nhiệt, bên ngoài chúng ta hòa giải thiếu dương. Cái bài đại sài nó có tác dụng như vậy. Ở đây sài hồ nó là quân vì nó sơ tà thấu nhiệt, thấu biểu tiết nhiệt, cho nên nó làm cái tà ở trong thiếu dương khai thông nó hết. Hoàng cầm thì thanh út nhiệt ở thiếu dương và cũng có tác dụng hòa giải thiếu dương. Hai thằng này là quân. Còn đại hoàng tiết nhiệt thông phủ, thông đại tiện, tức là tiết nhiệt trừ trừ kết nhiệt kết ở đại trường, thì chúng ta dùng cái thằng đại hoàng. Chí thực là hành khí phá kết, nó kết hợp với đại hoàng để mà nó hành khí trừ bỉ, cho nên nó là thần. Còn bạch thược là nó nhu can, nó làm bình can, khoảng cấp chỉ thống, nó giảm đau trong trường hợp cấp tính cũng như là mãn tính, nó đóng vai trò tá. Mà hợp mà phối hợp với đại hoàng thì nó trị thực thống, tức là đau đau da tích ở bụng. Phối hợp chỉ thực thì nó lý khí hòa huyết, cho nên làm cho khoan khói hai vùng vùng bụng được. Khi đầy ứ tích đau ở vùng bụng này chúng ta dùng cái bạch thược cộng chỉ thực.
để mà giải quyết. Còn bán hạ sinh khương nó hòa vị gián nghịch chống nôn, cũng là tá. Đại táo thì nó hòa trung điều hòa các vị thuốc, có chất nó trợ khí thì đóng vai trò sứ dẫn đường cả thuốc đi. Như vậy là chúng ta dùng cái bài đại xài trong trường hợp là tà nó còn ở kinh thiếu dương, nhưng bên trong này kinh dương minh bắt đầu dẹp nó tích lại, nó gây táo kết đi cầu không được mà vẫn còn có hiện tượng lúc nóng lúc lạnh, thì chúng ta dùng bài đại xài này rất hay. Ngược lại nếu là bên trong nó không có gì hết, nó chỉ có ở bán bị bán lý thôi, thì chúng ta dùng tiểu xài, ta đã học rồi đúng không? Trường hợp ở phần bán biểu bán lý bệnh chứng nó vẫn còn mà bên trong bắt đầu là nhiệt nó kết lại, nó sinh ra đầy táo bón, đầy bụng, đau bụng được nhiều lắm, thì trường hợp đó chúng ta dùng đại xài coi như số 1 rất là hay. Các bạn chú ý cái lý luận đó, đường đi nước bước của từng cái biện chứng bệnh chứng nó khác nhau, chúng ta chú ý đặc điểm biện chứng của nó là hàng nhiệt vãng lai, đau bụng đồ nhiều, đi đi cầu không được, hả, táo bón, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, nghĩa là thuộc nhiệt, mạch huyền mạch sát đi nhanh, cái bệnh nó chứng thuộc nhiệt. Cái bài này nằm trong cái phân loại của chúng ta, đó là giải biểu và công lý. Công lý tức là tá hạ để trục ra cái bí kết táo bón ra, ta gọi là có thể gia giảm nếu như nhiệt kết nhiều, tức là đi cầu quá bón đi dặn không được, uống thuốc rồi nó nghe không ổn lắm, chúng ta thêm mang tiêu với hỗ trợ tẩy sổ mạnh, hai này tẩy sổ mạnh thôi, mang tiêu tức là magie sinh phát. Rồi nếu thấp nhiệt út trệ có nghĩa là nó có thể gây viêm đại tràng, viêm can, gan, can khí rồi út kết, phải không? Thấp nhiệt ở can đớm nó gây viêm gan, viêm mật, viêm đường ruột vân mà. Thì chúng ta thêm nhân trần chi tử để mà táo thấp, tức thanh nhiệt táo thấp á. Thấp nhiệt uất trệ nhiều đó là các trường hợp viêm, ví dụ viêm đại tràng mãn tính này, viêm đại tràng cấp, viêm ruột cấp, viêm gan, viêm mật gì đó, thì đó là thấp nhiệt và uất kết, uất trệ quá chúng ta phải cộng với nhân trần chi tử. Trường hợp khí trệ nhiều tức là mót rặn liên tục, chúng ta gia hậu phát một hương vô để nó hành khí, nó cay út, làm cho đỡ mót rặn đi. Trường hợp nó viêm đại tràng rồi hoặc là kiết lỵ rồi các bạn, những trường hợp đó là người ta gọi là nhiệt nó khí nó trệ quá đó, chúng ta thêm cái thứ này để cảm giác là nó hành khí, nó khoan hung, làm cho khoan khói vùng bụng, bụng ngực được. Trị trường hợp út kết mà mót rặn là hiện tượng khí nó trệ đó, khí nó lỏng quẩn, khí nó út, chúng ta đưa cái mộc hương với cái hậu phát vào để nó hành khí. Còn theo y học hiện đại thì đó là do viêm túi mật cấp nè, do sỏi mật, viêm tụy cấp vân vân, các trường hợp viêm phúc mạc thì đều là nhiệt út thiếu dương hết. Tà cái là ở dương minh, tức là ở thiếu dương nó còn nhiệt út ở đó, còn phải khai thông ra nữa, thì tà nó đã phục, nó kết lại dương minh, nó làm cho đại tiện nó bế lại. Thì các trường hợp là chúng ta dùng cái bài này rất là hay. Các trường hợp mà viêm túi mật rồi viêm viêm tụy rồi các bạn, viêm tụy cũng là một trong những cái bệnh mạch lắm hả, tây y nó cũng giải quyết cũng nhiều khi nguy hiểm, chúng ta dùng cái bài này rất hay. Chúng ta sang cái phòng phong phong thánh. Phòng phong này nó có cái tác dụng nó sơ phong giải biểu hả, bài này có trong chuyên minh luận phương, thành phần gồm có phòng phong xuyên không, đương quy, rồi bạch thược, đại hoàng, bạc hà, ma hoàng, liên tiêu, liên kiều, mang tiêu. Liên kiều nó có chất nó tiêu độc, phòng phong thì nó sơ phong giải biểu, xuyên không thì nó bổ huyết, nó trị đầu đầu đau da phong.
Đường Huy với Bạch Thượng nó bổ huyết, Bạch Hà nó kha sơ thông can đớm, Ma Hoàng thì nó phát kháng bình xuyển giải biểu, Liên Kiều tiêu độc, còn Mang Tiêu tả hạ là Mang Tiêu đại hoàng tả hạ, Thạch Cao hoàng cầm các cánh, Thạch Cao nó tả giáng hỏa, thanh nhiệt giáng hỏa, hoàng cầm nó thanh nhiệt táo thấp ở phế, vân vân, các cánh cũng vậy. Hoặc thạch nó cũng giáng hỏa mạnh, cam thảo kinh giới bạch chỉ, bạch trục kinh giới thì nó giải biểu, mà bạch trục nó kiện tỳ, chi tử là nó tả hỏa. Bài này nó ra khá nhiều vị, chúng ta chú ý bài này nó khá nhiều vị, cho nên khi các bạn học cái bài này các bạn phân tích để các bạn nhớ thì không nó dễ quên. Thằng này chú trị là ngoại cảm phong nhiệt, trong cao út nhiệt, cả biểu cũng thật mà lý cũng thật, tức là thật nhiệt hết, biểu lý cùng thật. Sang thương phù nề đau nhức nhiều, người đau nhức nhiều à. Sang đó nó lỡ chóc ngứa ngáy đó, ngứa ngáy rồi nó có nhiễm khuẩn rồi ta gọi sang thương à. Triệu chứng đi kèm là có sốt cao, người sợ lạnh, đau đầu thì đau dữ dội lắm, đau họng. Cái bài này cũng có thể ứng dụng để trị COVID-19 các bạn. Dạ, trường hợp này chúng ta có thể tưởng tượng là như vậy. Nó có đau họng nhiều, miệng đồ đắng, họng là khô, đại tiện thì bí kết không đi cầu được, tiểu tiện thì đỏ, nước tiểu thì đỏ, lưỡi thì đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch sắc, mạch đi, nói chung là cá nhanh, đi nhanh, tức là nhiệt mạnh, đi có thể bảy nhảy được trở lên, không qua. Nguyên nhân bệnh sinh là biểu lý cùng cùng thực nhiệt hết hả, nội nhiệt nó bên trong thì uổng kết, bên ngoài chưa giải được, cho nên cả lý cả biểu đều là thực nhiệt hết. Phương pháp trị chúng ta sơ phong giải biểu để xử lý cái nhiệt ở phần biểu, rồi thanh nhiệt thông tiện để chúng ta giải quyết cái nhiệt ở phần lý. Bài phòng phong phong thánh này cũng được người xưa đã dùng rất nhiều trong các cái ôn bệnh, tức là các cái bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn toàn phát. Ở đây phòng phong kinh giới nhẹ phù phát tán, tính chất giải biểu, rồi Ma Hoàng hay Bạc Hà nó sơ phong và giải biểu phát hãn, làm ra mồ hôi mạnh. Ma Hoàng đại hoàng Mang Tiêu thì nó điều vị thừa khí thang, nằm trong điều vị thừa khí thang, nó công hạ. Tích Thảo thì nó tiết nhiệt, trên đại hoàng với lại Tích Thảo thì nó tiết nhiệt, nó thông tiện phá kết thông phủ. Hoặc thạch chi thử để nó giáng hỏa, nằm trong cái nhóm thuốc là thanh nhiệt giáng hỏa. Lợi thủy đạo tà nó hạ giải, cả nghĩa nó ở phần dưới ha, nhiệt ở phần dưới thì nó có thể giải được nhờ hai thằng này, thằng Ngọc Thạch Chi Tử này. Cùng một thạch cao các cánh là nó thanh nhiệt giải độc ở vùng phế vị. Liên Kiều Hoàng Cầm thì thanh nhiệt giải độc và thanh nhiệt tả phế, thanh nhiệt táo thấp ở phế, mà còn tá sứ có Đương Quy Bạch Thược Xuyên Khung. Bốn thằng này, ba thằng này chủ yếu nó dưỡng huyết đúng không, nó lương huyết, nó hòa huyết, thì thằng này có tính bổ. Bạch trục cái kiện tỳ táo thấp, cam thảo điều hòa các vị thuốc với nhau, thằng này cũng có tính là bổ. Như vậy các cái bài thuốc phối ngũ trong đó có tiết, có tả, có bổ, vân vân, làm cho phía trên không còn biểu chứng nữa, ở dưới không còn
tổn thương phần lý à. Bên ngoài thì biểu chứng nó sẽ giải được, bên trong phần lý nó sẽ tả hạ được, nó làm cho mát. Như vậy là nó là nó tả hóa ở cả phần biểu phần lý, toàn bộ bài thuốc này nó có tác dụng như vậy. Đặc điểm của nó là trong bài thuốc này người ta dùng đồng thời các vị thuốc vừa giải biểu được, vừa công lý được, vừa thanh nhiệt, vừa bổ ích. Nằm trong bốn cái pháp, đó là hãn pháp, hạ pháp, thanh pháp và bổ pháp. Các vị thuốc này nó có bốn cái pháp chữa. Pháp hãn thì nó giải biểu. Pháp hạ thì nó tả nhiệt ở đại trường. Pháp thanh này thanh nhiệt ở phần lý. Pháp bổ thì nó nâng cao sức đề kháng cơ thể. Cho nên toàn bộ phương thuốc nó có tác dụng khử tà, nó làm là làm chủ biểu lý đồng trị, nặng về thanh tiết lý nhiệt nhiều hơn, chủ yếu là thanh tiết lý nhiệt còn nhiều hơn. Còn bên ngoài nó chủ yếu chỉ có thành là kinh giới rồi hả, giải biểu kinh giới chân khung là cũng giải biểu. Toàn bộ bài thuốc nó nặng về công lý tả hạ là chính. Ứng dụng trong trường hợp sốt mà sợ lạnh, miệng này đắng họng khô, tiểu tiện thì bí kết, đại tiện thì bí kết, còn tiểu tiện thì đỏ, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch sát đi rất là nhanh. Nếu mà biểu chứng còn nhẹ, nó nhẹ rồi ha, nó gần bớt rồi, chúng ta nên bỏ bớt ma hoàng này. Để ma hoàng nó giải biểu, nó phát kháng mạnh quá không nên. Trong trường hợp biểu chứng nó còn nhẹ thôi ha, thì chúng ta sẽ giữ lại kinh giới rồi vân vân, rồi chúng ta bỏ cái ma hoàng đi. Thằng này giải biểu mạnh quá không nên. Còn nếu như đại tiện mà nó không bí quá thì chúng ta bỏ bớt mang tiêu, dùng đại hoàng thôi. Mang tiêu thì nó cũng tả hạ mạnh quá không tốt. Còn nếu như trường hợp mà đi cầu quá khó khăn, 5-7 ngày không đi cầu được, chưa đi cầu được, thì chúng ta dùng mang tiêu để nó đẩy ra cho mạnh mẽ. Còn nếu như mà đi cầu nó không quá táo, cũng có thể chưa đến 2-3 ngày thì chúng ta không chưa nên dùng mang tiêu. Chú ý là như vậy. Cái chứng này thuộc thực nhiệt, có thể bỏ bớt các vị thuốc bổ như đương quy, bạch thược, bạch trục, giảm bớt đi, hoặc bỏ đi. Nếu chủ yếu là thực nhiệt, người chưa hư tổn nhiều, bệnh nhân không thuộc dạng suy nhược quá, chúng ta nên bỏ các vị thuốc bổ bớt, như đương quy, như bạch thược, bạch trục. Trường hợp này y học hiện đại nó hay gọi là sốt siêu vi, rồi viêm amidan, các trường hợp đó viêm ống tai ngòi ngứa ngáy vân vân thì thuộc cái chứng biểu lý cùng thịnh nội nhiệt uất kết. Thì các cái bệnh mà đông y nó ở tây y nó hay chẩn đoán nào là sốt siêu vi này, viêm amidan này, viêm ống tai, viêm tai giữa đó, viêm tai ngòi vân vân, các cái bệnh ngứa ngáy ngoài da nói chung á, thì nó thuộc cái chứng này. Chúng ta có thể dùng cái bài này. Đó là các cái bài thuốc, các phương thuốc có tác dụng là biểu lý xâm giải, nghĩa là biểu và lý chúng ta cùng điều trị luôn. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm thuốc khác. Chúng ta sang cái nhóm thuốc là lý khí lý huyết. Đầu tiên nhất là chúng ta sang các phương thuốc lý khí. Như ta đã biết ở cái phần đông dược đó, có nghĩa là khi mà cái phần khí của chúng ta nó có vấn đề, có bệnh lý ở phần khí, tức ở khí phần, thì chúng ta dùng các cái thuốc để mà giải quyết, để mà cân bằng lại cái phần khí này, thì các thuốc đó chúng ta gọi chung là lý khí. Thì tập trung lại, chúng ta có những cái bài thuốc lý khí hả, chúng ta sẽ lần lượt ta xem thử. Thì về mục tiêu nói chung, chúng ta trình bày được cái chỉ định chung của các phương thuốc lý khí
ta nhớ được thành phần, công dụng, chỉ định và chống chỉ định của các cái bài thuốc trong cái phương thuốc lý khí này chúng ta sẽ phạt rồi. Đồng thời là chúng ta có thể trình bày các cái cách gia giảm của các bài thuốc lý khí này để mà nó đáp ứng cho từng cái bệnh nhân cụ thể. Đại cương chung thì phương thuốc lý khí là những cái bài thuốc sử dụng các vị thuốc có thường là vị cay, ấm, có mùi thơm, thường có tác dụng là sơ thông khí cơ, điều chỉnh là cơ năng của tạng phủ, điều trị các bệnh về khí phận, làm có tác dụng là làm giảm đau, đúng không? Giảm co thắt vân vân. Giảm co thắt cơ trơn phế quản nè, cơ trơn dạ dày ruột, cơ trơn tử cung, vân vân. Thì đó là gọi là thuốc lý khí. Tính này các bài thuốc lý khí thường là đắng ôn, cay, táo, cho nên dễ làm tổn thương đến khí và tâm dịch của cơ thể. Do đó người thầy thuốc không nên dùng lâu. Các bài thuốc lý khí này chung là đều là những bài thuốc không nên dùng nhiều ngày. Tại khi dùng nó ảnh hưởng tâm dịch, làm khô khan tâm dịch. Cho nên chú ý là khi nào mà cơ năng nó hoạt động bình ổn, chúng ta ví dụ nó đau hoàng quại đường ruột do co thắt, chúng ta uống đến khi nó êm ái vài thang mà ta thấy nó ổn định thì thôi, chúng ta không không nên lạm dụng. Lý khí chúng ta biết rồi, nó gồm có hai cái nhóm mạnh nhẹ khác nhau, đúng không? Cái nhóm tác dụng nhẹ nhàng hơn để dùng trong trường hợp là nó hành khí thôi, làm cho khí lưu thông một cách nhẹ nhàng trở lại, thì đó là nhóm hành khí giải uất các bạn. Ngược lại có những nhóm thuốc có tác dụng rất mạnh mẽ quyết liệt, dùng trong trường hợp mà khí nó bế tắc lâu ngày nặng nề, thì chúng ta có nhóm thuốc phá khí giáng địch. Vì vậy chúng ta sẽ đi lần lượt vào phương thuốc hành khí trước, đúng không? Các bài thuốc hành khí thì có tác dụng chung là chống co thắt cơ trơn nè, làm giảm căng thẳng thần kinh, làm giảm lo âu, chỉ định cho những trường hợp là khí uất trệ, khí nó uất trệ, nó ngưng đọng lại ở mức độ vừa phải, thì chúng ta dùng cái nhóm thuốc hành khí này. Khí trệ thường biểu hiện ở chỗ là tỳ vị khí trệ là chính, là can vị can khí nó uất kết, đó là hai cái tạng phủ mà khí nó hay có vấn đề lắm. Tại vì khí trệ là nó ầm ạch ăn không tiêu, rồi nó xa dạ dày, xa ruột vân vân. Còn can khí uất kết hay đau tức hai bên ngực sườn, miệng đắng, người thì cáu bẳn bực bội, đó là thể hiện can khí uất kết. Thì tại vì khí trệ thì nó hay gặp ở nam nữ nói chung, nhưng mà can khí uất kết thường gặp ở phụ nữ hơn. Lúc dùng mà còn phải chú ý phân biệt để ta biết rõ là trường hợp đó là do tỳ vị khí trệ hay là do can khí uất kết, để mà chúng ta sử dụng cho nó hợp lý. Trường hợp tỳ vị khí trệ thường có các triệu chứng như là bụng ở trên thì đầy đầy tức, ở hơi ở chua, không muốn ăn, ăn ít, rồi buồn nôn vân, đại tiện thì thất thường, nhiều khi lúc bón lúc lỏng lung tung. Thường dùng các vị thuốc như là trần mì hậu phát, sa nhân, mộc hương, hương phượng vân để mà hành khí kiện tỳ. Trường hợp tỳ vị khí trệ chúng ta phải dùng các thuốc hành khí để kiện tỳ. Trường hợp can khí uất kết thường có các triệu chứng như là hông sườn rồi đầy tức đau, hai bên mạng sườn nó đau, ruột độ xa, kinh nguyệt không đều, hay thống kinh hay đau vọng kinh vân. Thường dùng các vị thuốc như là uất kim, như là nghệ, tức là khương hoàng á, xuyên luyện tử, thanh mì để xa sơ can giải uất. Chứng đau là do khí trệ thường có tính chất là đau tức, lúc thì tăng lúc thì giảm, đó là đau do khí trệ, thường nó có biểu hiện như vậy các bạn. Đâu có chất đầy tức đi, như nó có cái lực gì bên trong nó đẩy ra, lúc thì có đau nhẹ nhẹ dễ chịu, còn chịu được, lúc đau dữ lắm cũng rất là đau, cũng rất dữ dội, nhưng cái lúc tự nhiên nó không còn gì nữa, cái tính chất đau đó mới là do khí nó uất kết.
Thì nếu mà cái đau một chỗ thì chúng ta phải nghĩ đến nó, thực thể nó có gì hả? Thí dụ như là bị tắc ruột, thí dụ áp xe gan, thí dụ như sỏi thận gì đó thì nó đau một chỗ thôi, đau luôn luôn như thế thôi. Chứ không có cái sỏi thận nằm đó không có lý gì lúc nào không đau, lúc đau đúng không? Cho nên cái đau gì mà lúc có lúc không, lúc nhiều lúc ít thì chúng ta tưởng tượng khí. Vì khí nó không phải nằm một chỗ, nó không định hình. Hả? Cho nên lúc mình cảm thấy căng tức đau dữ lắm, tới lúc thấy như bình thường à, thì đó là biểu hiện của can can khí độ khác, khí nó trẻ nó thường đau như thế. Nằm trong nhóm thuốc hành khí này chúng ta có cái bài bán hạ hậu phát thang trong cương quỷ yếu lược không? Thì có bán hạ chế hậu phát phục linh tô diệp sinh khương, bài này gồm năm vị rất là cũng rất đơn giản chúng ta cũng xách với khoảng hai chén nước hả, còn lại lưng lưng chén á, chia làm hai lần uống. Thằng này có tác dụng là hành khí khai uất giáng nghịch hóa đàm, cho trường hợp nôn nấc đau chút đỉnh là chúng ta dùng rất là tốt, được chỉ định trong trường hợp khí uất kết do đàm, đây là nguyên nhân nó kết lại là do đàm kết. Ừ. Khí tụ huyết ngưng và đồng thời khí suy thì nó đàm nó kết à, khí hư đàm kết à. Đàm là những dịch thể nó bị cô động lại rồi nó đáng lý bài tiết ra được, nó ngưng động lại thì nó gọi là đàm hết. Trên cái bài này chủ yếu là trị các chứng uất mà do đàm, khí uất rồi nó sinh đàm. Các trường hợp đau dạ dày cơ năng, chứ rối loạn dạ dày ruột hả, rồi tăng co thắt rồi gì đó gọi là dạ dày cơ năng. Viêm phế quản cấp mãn tính, khó thở vân vân, co thắt thực quản, ăn nuốt nó hay muốn nghẹn muốn ọi vân vân, trường hợp đó ta gọi co thắt thực quản. Ăn như nó cứ nghẹn tức, nhiều khi nó muốn ọi cả ra, đó thực quản co thắt. Triệu chứng chính là hầu trung như hứa vật trở, khạc thổ bất xuất, thôn yết bất hạ, phun cách mãn muộn, thiết đại bạch này bạch huyền hóa bạch huyền hóa. Nghĩa của nó nghĩa là trong cái vùng hầu họng á ha, hầu trung cái vùng vùng hầu họng á, như có vật gì nhá, nó ngăn trở nó lớn quá, cạc cũng không ra, nuốt không thông không xuống, ngực thì đầy tức, trư lưỡi trắng nhờn, mạch huyền hoảng hoặc là huyền hoặc hoặc là da đàm, tức là bệnh này da đàm, da khí nó út lại là da đàm, nó ngưng đàm ngưng nó chặn, khí nó lưu thông không tốt. Nguyên nhân gây bệnh thì do tình trí bất tội, can khí ức kết, phế vị thất vu tuyên giác, đồng khí ức kết yết hầu. Nghĩa tình trí mình nó không đạt, ta mộng ước cái gì đó không đạt hả, tình trí bất tội nghĩa là nó cái ý muốn cái nguyện vọng chúng ta nó không có thành công, không thành đạt gì cả. Bây giờ chúng ta mong lấy ông chồng ông thông minh sáng lạng đúng không à, tao nhã lấy phải thành cục súc vũ phu, bực bội trong lòng út kết lại sinh bệnh vân vân. Hay là chúng ta anh này anh chàng này anh đi thi anh muốn đỗ tú tài mà cuối cùng thi đâu trượt đó ba bốn lần không được, nó út kết lại can khí, rồi út kết lại tình trí bất tội dừng can khí út kết lại. Cho nên là thế vậy cái vùng bao tử với phổi này, này đó, cái khí ở vùng đó nó không có thông à, nó làm cho phế khí thì tuyên giác không không ổn định, chính vì vậy nó sinh ra đờm út kết ở vùng cái phòng, cho chúng ta cứ cảm thấy nó lướng vướng gì, ta thấy trong 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 ngực trong trong yết hầu chúng ta nó có cái gì lướng vướng, cứ muốn khạc mà không có cái gì khạc ra không ra gì hết đó. Rồi nó nghẹn nghẹn nó vướng vướng, chúng ta cũng muốn nuốt mà nuốt nó cũng trôi xuống, nó cứ nó nằm ở gì đó, thực ra đó là cái hư đàm các bạn à. Nó ngăn trở ra thì thực ra trong đó không có gì hết đó, đó. Cái nhiều khi ăn xuống nó không muốn nghẹn, nó không muốn thông, ở ra nó không được không có, là cái dạng đó thì chúng ta dùng cái thang.
Thằng này không được dùng trường hợp âm hư dẫn đến đàm hỏa. À, ok. Khi âm nó hư á, nội nhiệt á, thì các cái chất dịch nó bị đốt nóng lên, nó ngưng động lại thành nó đàm hỏa. Úp kết lại thì chúng ta không dùng cái phương pháp này được, dùng cái bài thuốc này được. Trong bài thuốc này chúng ta ra có bán hạ, tại vì bán hạ tính nó ôn mà, cho nên nó hóa đàm là đàm, nó hàng đàm các bạn, hóa đàm tán kết hòa vị gián nghịch. Trường hợp mà nó nôn nấc lên thì chúng ta dùng cái thằng này rất hay. Còn hòa phát nó hành khí khai út, nó trừ mãn, trừ đầy chướng, mãn là nó đầy chướng lên, đầy chướng lên nó gọi là mãn. Phục linh là thẩm thấp kiện tỳ, à, thằng này lợi thấp thẩm thấp, cho nên nó giúp cho bán hạ hóa đàm được tốt hơn. Bán hạ nó tiêu đàm đi thì thằng phục linh này nó phụ trợ, nó đưa đàm ra, nó tiêu đàm, nó đưa ra bằng đường đường tiểu. À, nó thẩm thấp mà, thằng phục linh là nó bạch phục linh nó hóa đàm rất tốt, xích phục linh thì nó thông thủy đạt, trên phục linh nó cũng tăng cường cái hóa đàm. Sinh khương nó có tác dụng ôn tỳ gián nghịch, à, nó điều hòa bằng trung tiêu. Cho nên trường hợp mà nếu mà có muốn ỏi muốn nôn rồi thì thằng sinh khương này hay lắm. Những trường hợp nào ngực sườn đau tức nhiều quá, chúng ta gia thêm mộc hương thanh bì để nó hành khí khoan hung, làm cho khoan khói cái vùng ngực sườn này đi, chỉ sát để hành khí giảm đau. Còn nếu nôn nhiều quá ta thêm bán hạ, gia thêm bội thêm bán hạ vô, sinh khương nhiều lên, hoặc sa nhân, bạch đầu khấu, đinh hương để gián nghịch cầm nôn. Trường hợp mà đàm thấp và không không nặng thì chúng ta gia thêm đại táo hai quả để hòa trung, kết hợp dùng sinh khương điều hòa cái dinh vệ, thông đạt được khí cơ. Thì lúc này chúng ta gọi bài đó là bài tứ thất tán, tứ thất tán cũng trong hòa tế cục phương. Cái bài này mà chúng ta gia thêm ta bội sinh khương đúng không, ta đưa thêm đại táo hai quả vân vân, thì chúng ta có cái bài tứ thất thang. Đó là cái thuốc hành khí. Bây giờ chúng ta sang cái phương thuốc có tác dụng là giáng khí. Bài thuốc giáng khí có tác dụng là trị các chứng ho suyễn nấc do khí nghịch lên đó. Nôn thường thường là do phế khí nó trướng nghịch, hoặc là vị khí, tùy vị khí nghịch gây nôn, phế khí trướng nghịch gây ho hen suyễn khó thở không vâng. Các bài thuốc thường dùng chúng ta có tô tử, tức là hạt của bài tía tô đúng không, quất bì, hậu phát, tiền hồ, trầm hương, thị đế vân vân, là những vị thuốc có tác dụng là giáng nghịch, giáng khí. Khí nghịch thường phân biệt hàn nhiệt hư thiệt, cho nên bài thuốc cũng giáng khí cũng vậy, thường được phối ngũ với các vị thuốc có tác dụng là bổ hay tả khác nhau, à, hàn hay nhiệt khác nhau, chứ không phải là bệnh. Tôi đã nói bệnh gì nó cũng có hàn nhiệt hư thiệt, thì khí nghịch cũng thế thôi, à, có khí hàn hàn nghịch, còn nhiệt quá là nó nhiệt tà, nó nghịch lên, có thể là cái hư nhiệt, cũng có thể là cái thực nhiệt nó nghịch lên đúng không? Cho nên bệnh nào nói chung cũng có hư hư thực hàn nhiệt. Trường hợp khí nghịch do cơ thể hư yếu quá thì chúng ta dùng cái bài giáng khí cùng một thuốc bổ khí đúng không? Còn nếu khí nghịch kim hư nhiệt hoặc hư hàn thì chúng ta dùng các cái phương thuốc giáng khí kết hợp với thuốc tư âm hoặc là ôn bổ vân vân. Nếu hàn thì chúng ta ôn bổ, nếu nhiệt quá chúng ta tư âm dưỡng âm thì cái nhiệt nó sẽ hết, đó, cái hư nhiệt sẽ hết. Còn hư hàn chúng ta ôn bổ thì hư hàn sẽ hết. Đúng không? Trường hợp khí nghịch kim đàm hỏa, tức là đàm nóng, nhiệt đàm á, hoặc là hàn đàm. Hàn đàm thì gọi hay gọi là hàn ẩm. Nhiệt thì nó đàm, tính của nó dẻo dính khô. Còn cái hàn đàm tính nó là loãng, lạnh lẽo, ẩm ướt, cho nên người ta gọi là hàn ẩm. Thì dùng thuốc giáng khí, kim tiêm thuốc
thanh hóa nhiệt đàm hoặc là ôn hóa hàn đàm. Cái này chúng ta cũng học ở Đông Dược rồi. Có một số thuốc nó có tính là mát để thanh hóa nhiệt đàm, thì cái nhiệt đàm này nó kết lại thành tục vân vân, khạc đồ khó, dính đồ nhiều, thì đó là nhiệt đàm đó. Chúng ta dùng các thuốc mát để thanh hóa nhiệt đàm. Ngược lại cái hàn đàm tính nó loãng loãng lạnh lạnh lẽo, bọt bèo đồ nhiều vân, cái đó là hàn đàm. Chúng ta dùng cái thuốc có tính ôn để mà làm ấm, để mà hóa cái đàm hàn đàm này. Như vậy khi mà chúng ta dùng thuốc thì chúng ta biết hàn nhiệt thì nó rõ ràng, thì chúng ta dùng thuốc nó dễ lắm, cũng khó gì đâu các bạn. Rồi các cái bài thuốc giáng khí điển hình, chúng ta có bài tô tử giáng khí, giáng khí thang, thằng này nằm trong hòa tế cục phương á. Thành phần của nó có tô tử, tức hạt tiết tô nè, có trần bì, có đương quy hậu phát sinh khương, có bán hạ chế rồi nhục quế, tiền hồ chích thảo. Thằng này chuyên môn nó trị các chứng là có chất hàn, cái đàm có chất hàn. Khí này là khí nghịch lên cái hàn, cái tính hàn. Toàn bộ bài thuốc này có tính ôn ấm. Chúng ta xét qua còn hai chén nước, sẽ còn lưng lưng chén hả, uống hai lần đó. Nhục quế mà loại tốt là chúng ta tán bột đi hả, ta bỏ vào trong nước thuốc ta uống thì nó tốt, nó đạt yêu cầu hơn, nó ít bay tinh dầu, nó giữ được cái tính chất của cái nhục quế. Nhục quế là thực ra chúng ta xét á, nói chung các thuốc có tinh dầu ta xét thì đều nó hao bớt một phần tinh dầu đó, nó giảm bớt một chút chút tác dụng. Cho những thuốc nào mà chúng ta có thể tán bột, có tinh dầu chúng ta tán bột ta lúc dùng ta mới bỏ vô cái thuốc thì hay hơn. Công dụng là giáng khí bình chuyển, ôn hóa hàn thấp. Cái này là cái hàn đàm các bạn, ngưng động lại. Được dùng trường hợp là phong hàn phạm phế, gây hen phế quản, viêm phổi mãn tính à. Những người này thường thường gặp, hay gặp ở người già các bạn, hay gặp ở người già đó. Những người mà cứ trời trở lạnh là bắt đầu muốn hen, muốn ho rồi đó, là dạng hen với viêm phế quản mãn tính. Là còn cái trường hợp mà cấp tính thì viêm phế quản cấp tính đó, thì thường là cái dạng nhiệt à, có sốt nóng rồi vân vân. Còn viêm phế quản mãn tính là cứ khó thở thường xuyên à, mỗi lần trời trở dị ứng là bắt đầu khó lên cơn, khó thở, hen, ta gọi là cái viêm phế quản mãn. Không dùng trường hợp phế nhiệt à, phế nhiệt tức là cái viêm phổi đồ vân vân á, viêm phế quản rồi, hoặc là suyễn do phế thận hư sinh ra ho suyễn nhiều thì chúng ta không dùng. Đây là cái hàn bên ngoài nó phạm vô à, nó gây khó thở thì dùng được, còn dạng nhiệt là không dùng được, không chú ý. Ở đây tô tử nó chỉ khái bình chuyển à, nó giáng khí, còn bán hạ nó giáng nghịch trừ đờm là chính, hai này là chính đó. Còn họ phát trần bì tiền hồ tuyên phế giáng khí hóa đàm chỉ khái. Nhục quế thì nó ôn thận đúng không, nạp khí à, nó ôn bổ thận dương, nó nạp khí, đương quy là dưỡng huyết và làm giảm bớt cái tính táo của các vị thuốc. Các thuốc nó hóa đàm nó cũng cũng làm cho táo khô các bạn, hóa đàm nó làm khô khan đi mà, nó hóa thấp cho nên nó trừ đàm. Cái thấp là cái ẩm thấp mà, nó làm khô khan cái ẩm thấp đi thì nó làm khô, nói chung cả tăng dịch của chúng ta nữa. Cho chúng ta đưa đương quy vào để giảm bớt cái tính thấm, tính tính táo để mà sinh huyết à, để sinh tăng dịch mà. Cam thảo thì kiện tỳ điều hòa các vị thuốc sinh khương hòa vị giáng nghịch, hai này là tá sứ. Chúng ta có thể gia giảm trường hợp đàm nhiều quá, ho suyễn đồ khó thở nhiều nặng, thì đến mức mà chúng ta không nằm được á, phải ngồi dậy chứ không nằm xuống không không thở được không vâng. Chúng ta gia trầm hương để tăng cường cái giáng khí bình chuyển, nà khí xuống, giáng khí xuống, bình chuyển mạnh mẽ hơn. Trường hợp quá khó thở mà đến mức độ nằm không được hả, phải ngồi lên thở dốc á, mới thở được, thì chúng ta phải đưa những thứ mạnh mẽ là trầm hương để nó giáng khí.
Nếu kim biểu chứng có nghĩa còn hắt hơi ho vân da phong hàn thì chúng ta bỏ nhục quế đương quy ta gia ma hoàng hạnh nhân hoặc là tô diệp để sơ tán phong hàn, để thông phế khí. Nếu mà kim biểu chứng thì thường là chúng ta bắt mạch nó thấy nó còn phù đúng không, mà nó còn đi phù thì lúc đó chúng ta bỏ nhục quế đương quy là những vị thuốc có chắc là nó thu liễm vô, nó bổ những thu liễm vô mà nó đưa ma hoàng hạnh nhân để nó giải biểu thông phế khí, nó bình chuyển, nó giãn phế quản đúng không, để nó sơ tán phong hàn đi. Đó là các phương thuốc lý khí. Bây giờ chúng ta sang các phương thuốc lý huyết. Thế này các bạn, tôi đã nói các bạn rồi á, ở đây chúng ta học y học cổ truyền nhưng cũng giống như y học hiện đại, y học cổ truyền nó cũng rất mênh mông, kiến thức nó bao la rất nhiều. Chúng ta không có mong muốn rằng chúng ta học là sẽ nắm được hết tất cả, giỏi hết tất cả đúng không, có nghĩa là không phải bệnh nào chúng ta cũng chữa hay hay là chữa được. Vì vậy cho nên tôi mong các bạn sau khi học xong, trong quá trình hành nghề chúng ta chọn lựa những cái sở trường chúng ta, những cái mà chúng ta có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có sự yêu thích nó, hoặc chúng ta được kế thừa ai bày biểu gì cái phần nào đó vân vân lĩnh vực đó, chúng ta làm lĩnh vực đó chúng ta thấy hay, thấy hiệu quả thì chúng ta đi sâu vào, càng ngày càng đi sâu vào để nó tinh lên, đừng ham đi cái nào ngõ ngách nào tao cũng chui luôn sao được. Không có một ông thầy thuốc nào mà giỏi như thế cả. Nếu hiệp lại thành một cái bệnh viện đông y chẳng hạn thì có thể có nhiều người giỏi nhiều lĩnh vực khác nhau, hợp lại có thể nó giỏi nhiều khía cạnh được, còn một người không thể. Cho nên chúng ta đừng ham, chúng ta đừng có tham lam, đi ngõ nào chúng ta chui đại và ngách nào chúng ta cũng cũng vô không được. Chúng ta chọn ra những cái ngõ ngách mà chúng ta am hiểu nhất, thông thuộc nhất, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều yêu thích nhất, chúng ta đi vào. Thứ hai nữa, trong cái thời đại này các bạn thấy không? Chủ yếu là người ta dùng cái Tây y cho nên ngay bản thân các bạn cũng vậy thôi. Bây giờ các bạn đâu có gì, đời nào các bạn nói nhờ ông thầy thuốc bắt nào đến xem, cứ vào bệnh viện cái đó đó, mà các bạn không muốn vào thì vợ con các bạn nó cũng đẩy các bạn vào bệnh viện khám rồi gì đó vân vân đúng không, đến khi mà hai ba bệnh viện gì đó không có, nó không khỏi được uống rồi nó như không, lúc đó may ra các bạn mới bắt đầu nghĩ chuyện à thôi dùng thử thuốc bắt thuốc đồ vân vân đó. Cho nên là chúng ta lại phải đi vào những cái ngõ ngách mà đông tây y nó không vừa tới được, nó không đi vô được đó, để chúng ta khai thác, chúng ta hỗ trợ cho cộng đồng ở cái cạnh đó. Còn những cái dạng như mà viêm nhiễm đồ thường thường là chúng ta ít gặp lắm, những trường hợp đó nó ra nó mua, nếu như mua thuốc ở nhà thuốc vài liều kháng sinh không khỏi là vô và dẫn nó chích thuốc kháng sinh đồ vân vân, đời nào đến tây thầy thuốc bắc chi đó, nó nghiệt ở trong thời đại này như vậy các bạn. Thứ hai nữa, chúng ta không giỏi hết toàn diện cho nên là rất mong các bạn chọn những cái lĩnh vực mà tây y nó khó, làm thuốc nó rất khó, không xử lý được. Đó là những lĩnh vực thuộc cơ xương khớp thần kinh vận động rồi các bạn, đó là những một trong những lĩnh vực mà tây y thường vào đó rồi là anh giải quyết lùng nhùng, cứ giảm đau rồi anh uống anh chích lằng nhằng rồi vài bữa anh đau trở lại. Rồi các cái lĩnh vực thần kinh như là rối loạn tiền đình, suy nhược thần kinh, căng thẳng thần kinh đó, mất ngủ rồi, mấy anh đó anh cứ thuốc ngủ rồi anh giọng vô là vài bữa thần kinh nó hư hết. Người bị bệnh mất ngủ dần dần thành tâm thần luôn, và bệnh viện tâm thần rồi khỏi ra luôn. Những lĩnh vực đó chúng ta nên trau dồi, nếu bạn nào có thiếu chúng ta tìm hiểu thêm sâu lên để chúng ta xử lý các bệnh cho bệnh nhân. Có nhiều người mất ngủ hàng mấy chục năm trời, uống các thuốc trấn kinh liệt thần đúng không, không khỏi được mà chúng ta chữa được mấy.
những bệnh như Parkinson, bajedo rồi họ cứ uống thuốc triền triền miên thôi. Vậy chúng ta xông vào những lĩnh vực đó tìm hiểu, rồi những lĩnh vực thai tiền sản hậu. Thai tiền sản hậu có nghĩa là trước khi sinh, khi có thai á, sản hậu tức là sau khi sinh đó. Những bệnh đó là đông y rất hay, có thai mà có nguy cơ bị sẩy, bị động thai đó. Trong thời gian có thai có bệnh tật gì đó là thuốc tây nhiều khi chịu thua, không biết uống cái gì, uống thì sợ chống chỉ định đúng không, thì thuốc bắc chúng ta là sở trường rất hay. Rồi trong thời gian chưa có thai kinh nguyệt thì rối rắm lung tung hết, thuốc bắc sở trường. Sau khi sinh tất cả các bệnh về hậu sản thuốc bắc là sở trường đó. Chúng ta đi sâu vào những cái đó thì không cần là chúng ta chữa hết bệnh gì chúng ta chữa không được đâu đúng không. Những bệnh mà rối loạn cơ năng như thần kinh tim rồi là anh Tây Y anh cũng cứ uống thuốc dài dài, uống cầm tự cho đó. Như vậy rất mong rằng là chúng ta học thì nhiều, học đa dạng để chúng ta biết, nhưng mà hành nghề chúng ta tìm những cái sở trường của chúng ta để chúng ta đi đi sâu thì chúng ta có hy vọng có kết quả trong cái nghề nghiệp chúng ta. Chúng ta đừng tham lam, có nhiều cái nhiều nhiều trường hợp mà ta không trị, ta không trị vì nó không thuộc sở trường, ta giới thiệu cho người khác thì giỏi hay hơn rất nhiều là chúng ta trị bừa đó, người ta không khỏi đúng không. Tôi biết Thầy là ơi, xin lỗi thầy, cái lĩnh vực mà tiền mãn kinh của phụ nữ đó thầy, thì đông y nó có mạnh hơn tây y nhiều không thầy? hay hơn nhiều đúng rồi, trường hợp đó hay lắm. Các cái trường hợp mà những cái chứng nó xảy ra trong thời gian tiền mãn kinh thì chúng ta dùng cái bài thuốc cơ bản là bài bát vị tiêu diêu á, tức là nó gần như bài tiêu giao tán, nó tám vị là bát vị tiêu diêu, bài đó rồi chúng ta gia giảm uống hay lắm. Nào là đầu mà bốc hỏa rồi ra mồ hôi rồi không, nhiều khi nó bực bội kéo ghét trong người, tất cả người ta dùng bài bát vị tiêu diêu đó hay. Bài đó được mệnh danh là phụ nhân chi lương phương mà, đó là phương thuốc lành của người phụ nữ mà. Tất cả các bệnh của phụ nữ chúng ta phải lấy gan làm can á, bạn can làm trọng, tại vì đàn bà chủ can đàn ông chủ thận à, để mà trị nó rất hay. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng học cho nó nhanh nhanh một chút để chúng ta lòi ra được vài tiết, là tôi sẽ nói với các bạn một cái chương, những cái chương thuốc mà ở trong các tài liệu thường là ít nói, thứ hai khi gặp thì các bạn khó xử lý, đó là các cái phương thuốc về phụ khoa à, là cũng là cái sở trường trong chúng ta, để các bạn về nghiên cứu may ra trong các bạn yêu thích cái gì đó, các bạn có thể đi sâu vào những bài thuốc chuyên về sinh sản thôi. Uống là vào làm sao nó dễ sinh, sinh rồi thì uống để nó không có bệnh tật gì đúng không, nuôi con rồi dễ dàng, sữa rồi nó nhiều đúng không. Những cái đó ta thì nhiều khi ảnh lên không biết làm sao, cho nên ta đừng sợ, ta đừng xông bừa vào mọi cái đúng không. Những cái nơi mà chúng ta không chưa từng đến, ta đến đó là chết rồi, ta chui vào đó, sập hầm sập hố, chúng ta thông thuộc cái gì chúng đi sâu rồi. Để anh nào xong một lĩnh vực chúng ta cũng không được, để khi gặp cái bệnh đó đương nhiên chúng ta phải chữa khỏi à, dứt khoát cái lĩnh vực đó chúng ta rành vân vân đó, chúng ta nên đi sâu như vậy, đừng nên ham các bạn, vì cái khả năng trí tuệ con người là có hạn, các bạn học hành dù sao cũng không được cơ bản lắm đó, không được cơ bản thật quá, từ A đến Z chúng ta mới học cơ bản đó. Cho nên cái am hiểu chúng ta không nhiều, vậy chúng ta rút vào phải tinh một hai lĩnh vực thôi. Còn đương nhiên nếu các bạn biết nhiều gì cũng tốt chứ không ai nói gì cả, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà tin tất cả mọi khía cạnh của đông y thì khó đó. Mà tin một vài khía bây giờ chúng ta đi vào các cái bài thuốc có chất lý huyết phải không, tức là những cái thuốc mà nó xử lý các cái bệnh tật ở phần huyết phận à, và còn được gọi là dinh phận, phần dinh phần huyết là nói chung tương tự nhau vậy, huyết là để dinh dưỡng, dinh tức là dinh dưỡng cơ thể, vệ tức là bảo vệ cơ thể, phần dinh là thuộc huyết, huyết nó làm chủ cái phần dinh, phần vệ bảo vệ cơ thể là thần khí làm chủ, ta gọi là khí phận, còn phần dinh ta tức là huyết phận. Như vậy những cái bệnh tật gì xảy ra ở huyết phận đó,
cần xử lý thì chúng ta dùng những nhóm thuốc lý huyết để mà xử lý. Cho nên ta gọi đây là nhóm các phương thuốc lý huyết. Chúng ta cũng trình bày và chỉ định chung của các phương thuốc lý huyết, cũng như trình bày là thành phần công dụng, chỉ định và chống chỉ định của từng bài thuốc có trong cái phương thuốc lý huyết này. Đồng thời là ta trình bày được cái gia giảm của một số cái bài thuốc lý huyết cụ thể. Nói chung phương thuốc lý huyết là những cái bài thuốc gồm những vị thuốc để chữa các chứng liên quan huyết như là ứ huyết, như là xuất huyết, nhờ cái tác dụng hoạt huyết khứ ứ của nó, hoặc là chỉ huyết cầm máu lại, hoặc làm tiêu tan các khối u huyết ứ được đi, hoặc là tăng cường thúc đẩy cái lưu thông huyết mạch, hoặc là cầm máu chỉ huyết lại đó. Chủ yếu các phương thuốc này trị các bệnh liên quan huyết, thuộc về huyết, gọi là thuốc lý huyết. Phương thuốc lý huyết thường được dùng trong điều trị các bệnh lý như suy van tĩnh mạch, chấn thương mô mềm gây ứ huyết, di chứng tai biến mạch máu não, do tắc mạch máu não gì đó hả, do huyết ứ, huyết cục, huyết khối, hoặc là không có kinh nguyệt được, do huyết nó bế lại, tiểu tiện ra máu, do xuất huyết ra, hoặc nôn ra máu, v.v. Tất cả những bệnh lý thuộc về huyết thì chúng ta dùng các phương thuốc này, ta gọi chung là lý huyết. Các chứng bệnh thuộc về huyết bao gồm là huyết ứ. Thí dụ chúng ta thấy máu bầm rồi ha, chúng ta đập một cái thấy bầm rồi, vân vân, đó là huyết nó ứ lại, nó xuất ra rồi nằm ì đó, nó không có gì tiêu đi, không gì thúc đẩy đi, nó ứ lại. Hoặc là chảy máu, đó là xuất huyết. Hoặc là huyết hư, huyết thiếu, huyết hư chúng ta phải bổ huyết. Huyết hư người nó xanh xao bạc nhược đúng không? Môi miệng nó tím tái, vì nó không đủ máu mà. Đứng lên ngồi xuống nó chóng váng. Cho nên cái trường hợp mà bệnh nhân cứ kêu đau đầu, đau đầu mà khi thay đổi tư thế nó chóng váng, đó là thiếu máu, tức là huyết hư. Đang ngồi đứng lên cái tự nhiên chóng váng lạnh buốt đầu, hoặc đang đứng thì nó bình thường vậy, ngồi xuống cái tự nhiên thấy đau đầu chóng váng, đó là trường hợp huyết hư. Cho những bệnh đau đầu như do rối loạn tiền đình, do cảm này, do son này, thì nó không có hiện tượng đứng lên ngồi xuống nó thay đổi như thế đâu. Đó. Rồi huyết ứ giờ thì chúng ta dùng cái phương pháp là hoạt huyết. Nó ứ thì chúng ta hoạt, tức là đẩy cho nó lưu thông một cách bình thường. Còn xuất huyết thì chúng ta dùng phương pháp chỉ huyết, tức cầm máu lại, đúng không? Còn huyết hư chúng ta dùng phương pháp bổ huyết. Đó. Nói chung chúng ta ra có ba cái phạm vi để mà chúng ta nghiên cứu các bài thuốc. Thì những bài thuốc hoạt huyết thường dùng kèm xuất hành khí, tại vì khí mà nó trệ, nó ứ trệ thì huyết nó sẽ ứ lại, mà khí đi huyết nó mới động, vì khí là thúc đẩy huyết mà, sở dĩ huyết nó đi trong mạch máu rồi không phải do tự động nó đi đâu, mà do khí nó thúc đẩy đó. Cũng như nước nó chảy trong ống nước không phải là tự động nó chảy, nó muốn chảy ra không được, làm sao nó chảy ngược từ lầu 1 lên lầu 2 được, đúng không? Nước nó chảy được là nhờ sức của máy bơm đẩy. Thì chúng ta tưởng tượng huyết nó lưu thông trong huyết mạch một cách bình thường nhờ khí nó thúc đẩy, cho khí nó vận hành tốt thì huyết nó không ứ trệ. Vì vậy khi mà chữa cái bệnh ứ huyết thì đương nhiên chúng ta phải dùng thuốc hành khí để tăng cường cái hiệu quả, tại vì theo nguyên tắc của nó là khí hành thì huyết nó mới hoạt được, khí đi thì huyết nó mới động được. Rồi bây giờ đi vào cụ thể ba cái phần đó thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, bây giờ chúng ta tạm nghỉ đây. Tức về phần đại cương chúng ta nói như vậy thôi, bây giờ chúng ta đi vào cụ thể từng cái nhóm thuốc hoạt huyết, nhóm thuốc chỉ huyết, nhóm thuốc bổ huyết không vâng, đúng không? Từng bài thì mai chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ các bạn nghỉ. Nếu như các bạn có cái gì cần thắc mắc chúng ta sẽ trao đổi chút định nữa rồi chúng ta. Ở đây cho em hỏi. Ừ. Nãy em học cái thuốc mà hóa đờm rồi giáng khí thôi, thì có cái người họ hay kiểu mà đằng hắn mà cứ như vậy thì là thường dùng những vị thuốc nào? Không, cái đó không phải thuốc hành khí và giáng khí được. Cái đó là đờm nó ấy, chúng ta kiện tỳ để tiêu đờm, nó không có đờm đó chúng ta không đằng hắn đó.
chứ không phải là do khí nó nghịch lên mà chúng ta dán xuống, không phải. Khí nghịch là nó ho dữ dội này, khó thở, rồi đờm nó tắc, có họng đồ vân nó nghẹt mũi rồi nhiều á, cái đó là khí nó nghịch lên. À, thấy khí nó trướng nghịch lên thì chúng ta mới dán khí. Chứ còn thỉnh thoảng chúng ta thấy trong cổ họng ấy có chút gì, đôi khi khạc ra cũng có chút đờm, đôi khi không có gì chẳng hạn vậy. Đó thường do tỳ nó, tỳ hư nó không hóa đàm được, vì tỳ nó vận hóa đàm thấp mà, trách nhiệm mà nó vận hóa tiêu hóa, nó chuyển hóa được cái đàm thành ra cái chất bài tiết ra là nhờ thằng tỳ. Thằng tỳ nó không có chức năng này nó hay có ngưng đàm ít ít đó. À, chúng thấy ở vùng cổ họng á nó có cái lướng vướng, đôi khi khạc ra được chút đờm, đôi khi không khạc ra, nhưng mà nếu không không cái cái là khó chịu, nó không thông khí, đúng không? Trường hợp đó thường thường là chúng ta kiềm tỳ để mà giáng khí xuống, chứ không phải là dùng cái thuốc giáng khí như cái dạng phế khí trước này. Thì mình có xài cái vị như bán hạ hậu phát không này? Thường thường dùng bạch trục bán hạ đâu, không vâng, đại khái cứ dùng cái bài bổ khí đó, như là bài tứ quân hay bài lục quân, tứ quân tức là xâm linh trục thảo hả, đưa thêm cầm vị bán hạ vô, trường hợp của bạn là nên dùng cái thang lục quân là hay lắm. Đúng rồi. Thầy cho con hỏi, nếu mà mình bị trào ngược dạ dày thì uống cái gì được thầy? Trường hợp đó là tùy vậy khí nghịch á, Dạ. thì cũng là chúng ta dùng dán khí, dùng mộc hương rồi các bạn, dùng mộc hương họ phát chỉ sát rồi đó hả. Thì Dạ. trong trong các bạn xem cái bài mà nó hòa giải trường vị á, thấy chưa, dùng cái bài thuốc đó đưa khi mộc hương được vô. Trường hợp mà trào ngược dạ dày này ở nắp nôn rồi chúng ta dùng cái thành mộc hương, còn nếu như trào ngược không á thì chúng ta sẽ gia mộc hương họ phát xét, còn nếu trường hợp mà nó mắc cục đồ nữa chúng ta dùng mộc hương rồi dùng đinh hương thì đế để nó giáng khí xuống, Đinh giáng khí là tùy vậy. Hương. Dạ, cảm ơn Và thôi chúng ta nghỉ hả, rồi mai cũng 8 giờ chúng ta tiếp tục. Còn nói lại với các bạn là cái môn dược lý là cô Hiền cô nói là cô phân cho ai đó rồi đó. Còn nếu các bạn mà muốn học hay muốn ấy thì nói cô Hiền á, cô nếu mà cô bố trí được thì tôi dạy, tự sợ ảnh hưởng đến cái người mà được mời đó, thì mời dạy đó thì chứ tôi dạy đêm dạy ngày gì cũng được hết, tại vì cũng tôi cũng đã dạy mấy lớp đêm rồi không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà nếu các bạn muốn học đêm được, bố trí được mà muốn đề nghị cứ báo với phòng đào tạo á, nếu họ bố trí được thì tôi sẽ dạy cho, không sao. Mà họ ngại vì đã mời thầy em họ không muốn thì thôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái trường hợp khác đó. Khi nào có điều kiện mà tập trung trở lại hết dịch không, đất nước thái bình, thì chúng thầy trò chúng ta gặp nhau sẽ trao đổi nhiều vấn đề nữa, chứ không phải là trong cái học thuật không các bạn. Thì đây là những vấn đề cơ bản để các bạn noi cho đó, để các bạn làm sau này, chứ không phải là tất cả đâu, tất cả nó còn nhiều vấn đề nữa. Nếu như các bạn có vấn đề gì đặc biệt mà thấy khó hiểu các bạn cứ hỏi em cái gì đó hả. Chúng ta tạm chia tay ở đây các bạn nhé. Rồi, Thầy cảm ơn. cho nói xin Rồi, rồi, cảm ơn em. Dạ, thầy.